Nhất kỷ cho ngồi ngày mùng 11 tháng 9, chủ đề là thanh niên, cuộc sống thanh niên. Mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chỗ, mỗi tội, chúng ta sống mùa này, cho mùa này chúng ta đi làm việc, thức dậy, chúng ta thức dậy mỗi sáng. Mỗi ngày chúng ta có hàng nghìn làm việc, ví dụ thức dậy 8 món ăn ăn sáng, mặc áo đi đi làm việc, chúng ta có thể đi làm việc. Môn môn này hàng nghìn môn này đi làm việc, sử dụng xe máy, sử dụng xe ô tô, ô làm việc, ô công việc, ô công ty, ô chúng ta có làm việc, công việc, làm việc, chúng ta đang làm việc, từ sáng đến buổi chiều. Bữa trưa chúng ta có ăn trưa, sau đó sau chúng ta có ăn trưa làm việc, làm việc làm việc của chúng nhau. Chúng nhau hàng nghìn hàng ngày, sau làm việc chúng ta đi đến nhà, chúng ta đi đến nhà chúng ta nấu ăn, và ăn tối, chúng ta đi nhìn, chúng ta có thể xem TV, chúng ta có thể xem phim, chúng ta có thể sử dụng các truyền, chúng ta có thể sau đó sau chúng ta đã ăn tối, chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể đọc đọc sách, chúng ta có thể xem tin, chúng ta có thể sử dụng internet, chúng ta có thể sử dụng các truyền, chúng ta có thể học tập, sau đó chúng ta có thể ngủ ngủ mỗi ngày mỗi hàng mỗi ngày chúng ta chúng ta có cùng nhau cuộc sống cùng nhau. Mỗi ngày chúng ta có thể có AI, em có thể giúp tôi gõ 20 câu cho cuộc sống hàng ngày. AI có thể giúp tôi có 20 câu về cuộc sống hàng ngày. AI có thể giúp tôi có 20 câu về cuộc sống hàng ngày sống.
Ừ. Rồi nói là nóng tăng cường chủ đề là tôi muốn ăn món là chúng ta thì tức thì tôi thì hơn là tôi muốn bằng tôi tức sống rồi sáng chúng ta tức trái chương đi và bắt đầu nên hai người mùi mùi dưới tôi viết công việc quyền cú ăn xa chỉ là một cái hồ nhưng tôi muốn là có thể lặp lại hàng ngày và giúp chúng ta giữ mỗi ý trong ngách nhìn bao vời xa mồi ngồi chúng xong nhanh chín ăn ngồi vào buổi sáng mọi người ở xuống thức dậy tăng trạng vô mắt ăn sáng và sau đó xuống đi để đi làm một kỳ hốt một xong ngồi có thể để lắm bạn sáng mai sẽ vui ông ô tô sau đó cho này hồ văn gặp bồi công việc. Công việc học trường học thấp bao gồm chỗ hồ ăn chùa trung đồng nhất học văn đình buổi chiều sau khi làm việc xong có thể chỉ tập thể chút thì mua sắm thuốc về nhà nào vua tôi vua tôi nào vua tôi sao vua tôi mọi người chúng cô tôi giảng tôi diễn bằng các xem tính tóc sắc học chỗ chuyện bôi gia đình chỗ chuyện bôi chỗ chuyện bôi gia đình đại văn bi trước khi di nữ ô có thể kiếm trả email nhắn tin nhắn tin hoặc lúc internet lúc 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 sống dưới đây là 20 tạo nghĩa là tôi muốn hàng ngày thì sang đến tôi có thể chứ tại mô ta cuộc sống hàng ngày của mình hãy mới cao về tôi quen hàng ngày từ sáng đến tôi thức dậy lúc từ sau giờ sáng sau khi thức dậy tôi đơn giản và vô mắt tôi xúc ăn sáng vào lúc 3 giờ tôi uống một tách cà phê để tinh táo tôi chuẩn bị đồ và dỗi nhà để đi làm việc làm lúc 8 giờ tôi đi làm bằng xe máy mỗi ngày tôi đến công ty vào lúc 9 giờ sáng tôi bắt đầu làm việc từ 9 giờ đến 12 giờ bao buổi chiều tôi ăn chiều với đúng nhất sau giờ ăn chiều tôi tiếp tục làm việc cho đến 5 giờ trước. Tôi có một khoảng nhìn ngắn vào buổi trước. Tôi rồi công ty lúc sau rượu. Và bên nhà, tôi xuống thì tập thể dục vào buổi tối. Sau khi tập thể dục, tôi tắm và nào buổi tối. Tôi ăn tôi lúc khoảng 3:30 tối. Sau khi ăn tôi xem phim hoặc đọc sách để thư giãn. Tôi kiểm tra email và lúc mang sạc hối trước khi đi ngủ. Tôi xuống gọi điện hộ nhắn tin cho bạn bè vào buổi tối. Tôi xuống bị đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Tôi đi nhớ lọc khoảng 41 giờ để chuẩn bị cho ngày mốt.
Biết luôn thật cái câu diễn tả tôi cuốn hàng ngày đấy sơ trước bằng cái tiền ga làng giao thép và một tập quốc sổng chú Nhật Quản trong quá trình học mình những câu này trước các khúc hồi hơi sợ ném cứ nhẹ hồn và tan chịu vội cuộc sống hàng ngày sống